Rồi đủ chưa? Đủ chưa? Rồi bữa nay là mua gạo đắt đúng không? Rồi bây giờ chị đứng qua đây em tính tiền ha. Cho ba đi từ từ tiền bạc. Vậy cho em luôn, em cầm đi luôn nha. Em cầm đi luôn đó. Chị không lấy là em cầm đi luôn đó. Vì là tổng cộng là 26 phần quà đúng không bà con? Rồi hôm nay là đi làm cá, đợi cá. Thì hôm nay có một phần quà tuy nhỏ nhưng mà cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân rất là nhiều đúng không bà con? Rồi. Hôm nay bà con vui không ạ? Vui. Rồi ok ha. Rồi chúc sức khỏe ha. Rồi chúc sức khỏe ha. Rồi chúc sức khỏe. Dạ con chào chú ạ. À. Dạ. Em ơi. Dạ sao chị? Tự gì có hoàn cảnh còn khổ. Hoàn cảnh sao? Chị qua đứng đây giùm em. Hoàn cảnh khổ, chúng ta làm cho làm nướng như chị vậy nè. Sao hồi nãy giờ chị không nói? Nãy giờ vui quá thành ra chị. Vui vui làm sao? Chị quay lại đây đây chị. Thấy em biển xanh đi phát cho dân nhiều, giúp cho bà con vui quá. Thành ra quên đi, giờ cái chị đó khổ gom. Đi làm chung với chị vậy nè, mẹ chỉ đi về nhà la mẹ về bệnh. Vậy là chị vui quên bạn mình vui đúng quen không? Vui quên bạn. Thì lần sau có vui có quên nữa không? Không. Chị hứa nha. Ừ. Đừng, bây giờ. đừng có quên là cái đồng nghiệp mình khổ tội nghiệp khổ. Ha, bữa sau nhớ ha. Nhớ nha, bữa sau em lên em gặp chị nữa nha. Rồi. Không thể lần này mà còn lần sau và lần sau nữa. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương lại có mặt ở làng Bình Tân đó bà con có bán chị. Hôm nay thì Phương cũng nhận một số tiền của một cái bạn không tên. Bạn nói đó là hôm nào anh Phương đi đâu thì anh gửi một ít quà cho bà con. Nếu mà bà con già mà thật khó khăn á thì gửi một phần quà này 500 tùy theo hoàn cảnh đó bà con có bán chị. Bây giờ Phương đang đứng ở làng Bình Tân nè. Cái vị trí Phương đang đứng nè là bến xe lam cũ bà con có bán chị. Thì ngay chỗ đây là Phương quay rất là nhiều rồi, rất là nhiều. Thì bây giờ cái ngay chỗ cái bến xe lam đó là bây giờ là không còn bến xe lam nữa ha. Bây giờ Phương bắt đầu, Phương sẽ đến một hoàn cảnh đầu tiên. Dạ chào cô khỏe không? Dạ, cô nhớ con không? Yeah. Dạ, con đeo cái mic vô ha. Dạ. Rồi bữa giờ cô bán sao rồi cô? Bán quá, trời mưa gió con là lạnh đó. Dạ. Bán đủ mua thuốc mà uống nữa. Đau miết rồi cô. Đau miết rồi hả? Dạ. Đó, lên cao xuống nó đau, đi phải có cái chì. Dạ. Diện. Chứ còn đi không là nó té, nó sụn, nó đau. Đào trở nữa, nó trời mùa này là trời mưa rồi âm u rồi có bán được không? Cũng bán ớ má cũng ngồi dù đồ còn bè nên chứ giờ ở nhà làm gì. Dạ. Tiền cỡ ngồi bán được cho vui con ở nhà. Dạ. Mệt cỡ kiếm ké mắm đồ ăn chứ giờ bệnh hoạn mà có làm gì. Dạ. Không có nổi con giờ chịu thua. Dạ. Chứ hồi đó tao cũng làm gom mà bữa nay chịu bọt. Dạ. Bọt của hết. Dạ. Làm nhẹ nhàng con mà ngồi thì ngồi được mà. Dạ. Đi thì nó run hai cái chân. Dạ. Nó đâu đi được đâu. Dạ. Hôm cô nói là cái chân cô đó bị cái gì đó. Khán giả nói là hôm nay quay lại cô coi như thế nào mẹ. Mày đi không được con à, nó run. Dạ. Mà sao lẹ cười vậy không biết nữa, nay hơn cả năm. Dạ. Mày đi đâu có được đâu. Dạ. Đi cái diện từ từ thì được. Dạ. Mà thẻ ra là nó run nó muốn tí không à, đâu. Dạ. Có dám đâu. Dạ, cô nhắc lại cô tên gì cô? Tính. À, cô Tính. Cô Tính thì bán ở vị trí này rất lâu rồi. Bán cái mấy chục. Dạ, năm. Mùa nắng, mùa nắng thì bán đỡ đúng không cô? À, nắng thì bán nó đỡ, có ké rồi bán được, mấy cái thùng nó muối. Dạ. Mùa này nó lên là không có. Dạ. Ké đồ đậm quá. Dạ. Mạnh rồi, tôi nghĩ về thùng tôi đâu có muối ké. Dạ. Đâu. Có muối thì mấy bạn làm rồi phải tìm nữa. Dạ. Rê kéo nhau ra đi làm rồi. Dạ. Bán kiếm năm mấy chục. Cô Tính ơi, ngày trước mà cô chưa bán cái hàng này đó là cô làm cô gì là cô? Cô là người ở đây mà, biết Phương ở nhà rồi đó chứ. Dạ. Lúc nào cũng có mặt rồi, ở nhà. Dạ. Rồi chưa là ở đây luôn hả cô? Ở đây giờ báo cung lên ăn luôn, dở. Dạ. Cung nguội lên cô ăn. Dạ. Luôn. Giờ chiều mới về nhà. Dạ. Có ổng nấu thì. Dạ. Ăn,
Dạ. Chứ cô đồ đâu có nấu cơm được. Chú khỏe không? Ông cũng bệnh á, trời đỡ ông hen nè. Dạ. À, chiều ông bắt mình nọ cung á, rồi cô về tục tọt rồi cô nấu đồ ăn. Dạ. Chứ con đồ nó ở riêng đó là con. Dạ. Giờ về nào nè, lớn đào cô này 70 rồi. Dạ. 69 rồi, Tết này 70 rồi. Dạ. Giờ làm gì trong cái quán này cỡ chân cẳng đồ đâu. Bán mấy cái này thôi, rồi bán ngò ở đây đó. Kiếm ít đồng chứ, ở nhà cũng buồn lắm. Dạ. Đâu làm gì đâu. Bây giờ cô nhắc lại cô tên gì á, cô ở đâu, cô tính. Tao lại ở Bình Tân, dân ở Bình Tân hồi nhỏ lớn cô, rồi luôn. Cô, dạ. Cô có chồng ở đây luôn. Dạ. Rồi cô cũng ở... Đồng cô tên gì cô nhắc luôn hay cô? Sơ. Dạ, sơ hả? À, sơ. Thôi bây giờ con còn đi xuống ở dưới kia nữa. À, thì con dạ. Đi nha. Bây giờ có một cái bạn không tên đó, bạn không tên đó, gửi tiền cho con. Cái số tiền này đó thì cũng khá là nhiều, đã Phương công bố lại mà lại cho khán giả biết ha. Số tiền Phương nhận đó là của bạn này đó, $1,000 lẫn bà con có bán chị. Thì cái khán giả này cũng đã dặn Phương rồi, tùy theo hoàn cảnh Phương gửi, mà đa số là cái khán giả này nó nói đi đâu thì mỗi hoàn cảnh là 500.000. Bây giờ con gửi cho cô ha. Cái khán giả này là không có nói tên. Không có nói tên, dạ. Ra tên thì mình cảm ơn chứ. Dạ, thì nói là đã nhận được của con khán giả không tên đó. À, không tên, dạ. Giờ cô nhận 500 cũng cảm ơn con, cái người cho đó, cô không có dạ. Biết tên. Dạ. À, giờ cảm ơn con, thay mặt này cảm ơn con. Dạ. Mua thuốc đủ. Dạ, mong rằng nhiều khán giả biết được bà con ở đây hết cô ha. Đó, ở đây nhiều người ta cũng khổ. Dạ. Thì cái khán giả cũng đã nói rồi. Vậy nha cô. Có cái dạ. Bè trong đây nè. Rồi con chào cô nha cô. Dạ chào chú. Dạ đúng rồi chú. Chú ở Bình Tân hả? Dạ. Hay coi kênh của con hả chú? Mới biết cái mặt. Dạ cái mặt con sao cơ? Coi kênh thì có coi. Dạ thấy về hơn hả chú? À. Dạ. Dạ tôi mua. Dạ. À, chú ở là ở đây, đoạn nào Bình Tân là ở chỗ nào chú? Đây là chế Long Viên này. Chế Long Viên Tân Phước này nè. Tân Phước mà gần nhà ai chú? Chú tên gì? Nhà Mười Đè. Mười Đè hả? Biết ông Mười Đè không? Mười Đè ở dưới cô Bé. Nổi tiếng dân Bình Tân mà không biết bà nhà Mười Đè. Con ở cô Bé. Con ở cô Bé. À, bà hồi bà bóng khở ở đây nè. Dạ. Bóng khở nhà tại nhà bà. Dạ. Tại dạ, vì ở con. Cô Bé chứ. Dạ. Ở Bình Tân ai không biết bà Mười Đè. Dạ vậy đó thôi. Rồi con cảm. Dạ con cảm ơn chú nha. Bây giờ Phương sẽ đi xuống dưới này. Thì Phương cũng nhờ một cái chị quen với Phương đó là nói có một hai hoàn cảnh dưới này, Phương sẽ xuống. Bây giờ bà con cô bác đi với Phương ha. Ở đây đó là một cái làng nước mắm đó bà con cô bác chị. Rồi bây giờ Phương sẽ đi ha. Cái hẻm này đó, cái hẻm này là bây giờ là bê tông rồi bà con cô bác chị. Ngày trước là ở chỗ đây là đường cát thôi. Cát. Rồi chào. Đi chợ về hả? À đi chợ về. Bây giờ con đường này là nhà cửa rất là nhiều ha. Ở đây nhà. Thời tiết Nha Trang hôm nay đó bà con cô bác chị thì nói chung là âm u thôi, nó không có nắng. Bữa nào mà Phương đi mà thời tiết nắng á, Phương quay hình ảnh cũng rất là đẹp. Bà con cũng rõ nét đã nhận ra những người quen đó bà con có bán chị. Bây giờ đi tiếp ha. Dạ chào. Dạ chào chị ở đây hả? Dạ nhà trong đây hả? Chị hỏi đi cho biết á. Dạ. Mình làm cái công trình gì vậy? Dạ không, em chỉ quay đường hàng xóm rồi cho bà con đi xe nhớ nhà thôi. À. Dạ, chị Bình Tân hả? Ừ, chị đấy. À, nhà chị ở trong đây ha. Ừ. Rồi ok. Chị cứ nghĩ là... Dạ, dạ, ok, không có gì chị. Vị trí này là ngày trước đó là phía bên tay trái của Phương này là một ruộng lúa rất là nhiều luôn. Bây giờ là không còn ruộng lúa nữa ha. Phía bên tay phải Phương này
là cái đìa. Ở đây cũng rất là nhiều xưởng mắm lớn mà bà con có bán chị. À, trước màn hình bà con khán giả là có một số chị không biết làm đi. Làm cái gì mà ngồi đông ha, đỡ Phương hỏi ha. Chào anh Tư. Anh Tư đang làm mắm hả? À, anh Năm, quên anh Năm, xin lỗi anh. Chào bà con, ủa làm gì mà người tập trung đây đông vậy? Ủa sao biết anh nè? Tại anh thấy anh đi làm nè, nhiều thấy anh đi á, biết hỏi thăm đi chứ. Thấy anh đi lang thang ngoài đường đó hả? À, thấy anh đi nè, tại anh đi hỏi thăm anh á. À. Thấy thấy anh đi xuống cô bé, đi xuống cô bé hả? Anh đi xuống cô bé đường đây nè. Thấy thấy hoài hả? Không sao đâu bà con, cứ ngồi đi, mình bất chợt mà. Rồi bữa nay làm gì đây? Nay chờ ngày làm ké nè chú à. Ủa ké chưa về hả chị? Ké chưa về. Nãy kêu em, bây giờ kêu chị rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 57 rồi. À, 57 rồi. Cho chị, tôi xin lỗi chị. Tôi nhỏ hơn chị đến 5 tuổi. Chị nào chờ làm ké nè. Dạ, ở đây luôn. Ở khúc nào? Ở khúc ngay chỗ đường trên bến xe nè. À, trên bến xe đó hả? Rồi. Chị tên gì? Chị tên Hương. À, rồi. Hàng ngày thì hai chị đi múa ké thôi. Múa ké ai thuê gì làm nấy. Dạ. À. Rồi làm điều không? Không, có bữa có bữa không à. Bữa có bữa không hả? Dạ. Bữa nay phải tập trung đông quá ha. À, chị em tập trung làm nè. À. Chờ ké. Bữa nay cũng ngồi nên sao ngồi không ngồi chung cho nó vui. Bên này Phương thấy cái cô lớn lớn nè, cô chắc Phương nghĩ là chắc cô cũng đi làm ké thuê, múi ké thuê đúng không cô? Dạ con chào cô. À con dạ. Chào cháu. Dạ. À, cô cũng trong mấy trong nhóm làm luôn mà dạ. Bây giờ động gió quá, ngồi đây chờ ké có thì làm, có thì về thôi chứ không làm gì. Dạ. Ừ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 68. 68 rồi. Múi ké rất là nặng. Bây giờ khổ quá khi làm. Dạ. Biết nặng rằng nặng cô mà cô Linh ké nổi không? Không nổi cũng phải làm chứ, giờ dạ. Đời sống của mình phải cô, làm thôi. Chắc là cô ở trong nhóm của mình là cô lớn tuổi nhất hả cô? Ờ, lớn nhất á. Dạ. Thì cô tên gì cô? Tên Lộc. À, cô Lộc ha. À. Cô Lộc ở gần đây không? Ở cũ ở chợ Bình Tân không? Hồi đó ở đây mà giờ vô Lòng Bò. Ủa? Sao đi vô Lòng Bò? Hồi đó là quê mình ở đây mà khổ quá rồi vô Lòng Bò ở. Gì đó hả cô? Rồi con cái làm ăn đỡ không cô? Con đứa nào nó cũng khổ, đi làm thơ làm mướn hết á. Dạ, cũng khó khăn ha. Phía bên này các anh chị này cũng ngồi ngó ngó đâu nè. Chào chị. Chào chị. Chị cũng trong đội hình của mình luôn hả? Đội trong đội luôn á. Dạ, luôn đội, 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 đội múi ké của mình á. Cũng múi ké luôn. Dạ. À, thất nghiệp không có việc gì làm hết. Dạ, dạo này rồi múi ké rồi đều không? À, tàu ké gì mà lâu lâu có, chứ biển dễ đói mà năm dạ. Thì ít có lắm. Dạ, chỉ là mình làm ké thôi. Còn nếu mà không ké đó thì mình sẽ làm cái gì? Thì coi đi lượm ve chai. Dạ. Lượm giấy nhựa ta liệm rồi đường mà đi theo lượm đó rồi dạ. Bán kiếm tiền. Dạ. Bây giờ như thế này, bà con ngồi một chỗ đi nói chuyện rồi cho anh vui nha. Con sẵn con dễ nói chuyện luôn, con quay đây cho bà con khán giả làng mình nhớ đi ha. Rồi bà con ngồi đây nè. Đây nó vui. Rồi đây nè. Đây ngồi đây cho anh vui đi ha. Đây ngồi đây luôn cho vui. À Phương thấy một cái anh này, không biết ảnh có trong có cái đội của mình không. Chào anh. Dạ. Anh ở đâu? Dạ ở đây, ở phòng trọ trên đây. Ở phòng trọ mà góc mình ở đâu à? Bình Tân luôn hay đâu? Ở Bình Tân luôn. À Bình Tân hả? À, em thấy cái tay anh đó, nó sưng quá luôn nè. Tay bị gút. Bị gút hả? Bị gút. Rồi anh còn lao động gì không? Không, bị gút tay chân rồi đâu không đi làm gì được hả? Lúc mà anh chưa bệnh đó thì anh làm gì? Cũng đi biển đồ. Đi biển hả? Ồ chân anh to, nó sưng dở sợ luôn á. Rồi bà xã anh làm gì anh? Bà xã bây giờ đi làm mắm trong này nè. À, làm mắm luôn hả? À làm mắm luôn, bây giờ thì một mình chị làm thôi ha. Bây giờ anh nói anh tên gì? Tâm. À anh Tâm.
Rồi anh ngồi chơi chơi một chút xíu nha. Dạ. Chưa làm á? Dạ chờ một chút nữa anh. Rồi. Chưa làm vô. Rồi đã Phương hỏi anh nào lớn lớn cho bà con xóm giềng nhớ ha. Anh này nè. Dạ, đây là đội trưởng hả? Đội trưởng. Rồi. Rồi kệ em hỏi gì hỏi trong khi chờ ké đó thì nói chuyện cho nó vui đó. Chào anh tên gì ạ? Anh tên Cường. Anh Cường. Anh Cường cũng ở Bình Tân luôn hả? Ở Nha Trang. Ở Nha Trang. Chắc là có vợ dưới đây. Vợ cũng ở trên đó, mình xuống đây làm khổ, làm thơ, làm mướn mà. Dạ, ok. Ừ. Rồi bây giờ bà con ơi, bà con hôm nay là bà con đang múi cát thôi. Rồi bây giờ thì con cũng nhận tiền của Mạnh Thường Quân đó. Bây giờ bà con sẽ gửi bà con một ít quà. Các cô chú ở đây là một ít quà ha. Giờ bà con thích gì nè? Thích gạo hả? Rồi ok ok ok. Rồi. Rồi. Mùa này là mùa cũng khó khăn nữa. Dạ. Dạ cô có gạo là mừng. Dạ cô mong kiếm gạo có thích gạo hơn đúng không? Gạo là đậu gạo của mình mẹ. Dạ. Là mừng, cảm ơn Nguyễn Xanh nhiều lắm. Dạ. Hồi giờ mà con gửi ở đây con ít đúng không cô? Mà con không biết. Dạ, nói chung là cũng có gửi nhưng mà đi vô tình trên đây là có hoàn cảnh nào mình gửi thôi. Rồi bây giờ bà con ở đây là bao nhiêu người rồi đếm giùm con ạ? À? Dạ, nếu mà làm tính là cái đó, đây đó tính là cái hơn á. Hai chục người thôi. Bây giờ 20 người có ở đây không? Đây nè. Có ông chú về đây nè. Ông chú nào? Chú nào? Chú nữa. Rồi. 22 người ha. Phương cũng đang trò chuyện các anh chị ở đây đó, thì có một cái em bán bánh gì đây không biết, đỡ Phương chào em. Em bán cái gì đây? Bánh mì ạ. Hả? Bánh mì không gì đó hả? À vâng ạ, em bán để đợi cho cô ấy làm cá xong thì các cô mua hộ ạ. À coi như là làm cá xong rồi anh chị đó đói bụng ăn ha. Rồi hôm nay là mình bán cái gì nè? Em bán nguyên bánh mì, rồi bánh mì chay tất ạ. À. Bánh mì ngọt có, bánh mì thường có. Ừ. Cho các cô, thích ăn ngọt, cô thích ăn thường. Rồi bây giờ đó, anh sẽ mua hết cho em ha. Vâng ạ. Để em về sớm ha. À, hiện tại giờ là em ở đâu? Dạ, em ở làm ở. Em lấy bánh mì ở lò, ở ngay chỗ lò Phước Long đây ạ. Ừ. Vâng. Rồi em vô đây em ở thuê hả? À vâng ạ. Rồi hàng ngày thì em bán cái này? Vâng. Hai vợ chồng cũng bán cái này luôn hả? Vâng. À, vậy đó hả. Rồi đi ở làng đây thôi hả? Còn đi đâu không? À, em đi nhiều lắm, rồi hôm nào mà muộn là về đây các cô ấy hay ấy để cho các cô mua để ăn hổ ăn nhiều hôm bán không hết ạ. À, vậy là em đi xa tít. Em hay đi chỗ này, nghĩa là đến... em biết bà con ở đây làm rất nặng. Vâng. Đúng không? Vâng. Đến đây giờ... làm muối cá rất là nặng á, bà con cô bán chị rất là nặng, rất là mệt. Phương cũng phục cái cô kia ha. Cô kia cũng lớn tuổi rồi mà cũng vẫn làm công việc nặng đó bà con cô bán chị. Rồi bây giờ anh sẽ mua hết cho em ha. Vâng. Rồi bây giờ là em coi là bao nhiêu tiền. Dạ. Chỗ bao này nhiêu? Tất cả là 150 anh. Rồi 150 vâng. Ha. Bây giờ anh với em đi phát các vâng. Con chú này luôn ha. Vâng. Rồi ok. Rồi. Rồi mời. Rồi bánh mì ha. Anh Phương. Rồi. Cái nào ăn cũng được. Rồi mời ha. Từng mùa. Rồi con mời chú à, có ăn mì à? Ở đây à chú. Rồi mời anh ha. Rồi mua hết rồi em mời giùm anh ha. Rồi làm nặng lắc đói bụng ăn ha anh cháu ha. Rồi. Rồi cái phần đây là Phương bỏ tiền ra Phương mua ha. Rồi nó mời bà con. Cảm ơn nha. Rồi tên gì? Tên gì xấu đẹp gì cũng được mà nếu xong là rồi mời hết chưa rồi đây ạ. Rồi bà con ăn xong bỏ cái này đừng có bỏ lung tung nha. Rồi em gái ơi. Rồi ạ, em cảm ơn anh ạ.
Bây giờ anh gửi tiền cho em ha. Dạ. Là nãy là em nói nhiêu? Dạ hết 150 anh ạ. À 150 thôi. Dạ. Rồi anh mua hết cho em là về sớm nha. Dạ vâng. Em mấy cháu rồi? Dạ em được 2 ạ. À 2 cháu rồi. Em cảm ơn anh ạ. Ừ không có chi em. Rồi em cảm ơn anh ạ. Chắc bà con ở đây là muốn ké ở đây biết em hết ha. Dạ vâng ạ, tại vì em hay đến đây bán cho các cô vì buồn buồn tối tối là đến đây tối như thế ạ. Rồi ok. Vâng. Rồi chúc em thật nhiều sức khỏe nha. Dạ vâng. Rồi có duyên thì anh sẽ gặp lại em mua tiếp nha. Dạ vâng ạ. Em tên gì? Em tên Oanh ạ. À Oanh, thôi chào em nha. Rồi bên đây thì gạo bắt đầu chở vô nè. Anh ơi, một chút nữa đó. À, anh phát giùm em nha. 22 phần đúng không? Rồi ok, bây giờ được bao nhiêu rồi nè? Mới 12 rồi. Rồi. Rồi chút nữa là Phương sẽ lấy tiền của một cái khán giả không tên. Đã gửi cái số tiền và nhận phiếu là bao nhiêu tiền đó, để cho nó rõ ràng ha. Bà con đợi một chút xíu nha. Rồi ok ha. Em chào chị đại lý gạo. Đừng nói đại lý, em chủ nhỏ. Rồi bây giờ gạo đã chở xong rồi ha. Bây giờ chị là tên gì? Em tên Thúy. À Thúy, Thúy ở làng Bình Tân đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình bán cái đại lý của mình đó là ở đâu? Ở trong Bình Tân mình luôn. Bình Tân là khúc nào chị? Ở ngay đây là mình kiểu gì? À, chế là người Tân Phước. À Tân Phước đó hả? Tân Phước Bình Tân. Rồi chị bán lâu chưa? Lâu. Rồi hôm nay thì em chắc là em mới hàng nhiều nhất đúng không? Đúng rồi. Mới hàng nhiều nhất. Hôm nay là mới hàng bao nhiêu nhiêu phần này? 26 phần. 26 phần. Hôm nay thì có một cái khán giả đó nói với em đó là ở đây có một số bà con cũng chưa nhận, thì hôm nay thì Phương cũng gửi cho các cô chú, các anh chị, các anh này cũng có bệnh ở đây, thành ra chút nữa là chú ngồi chờ một chút xíu nha. Rồi bây giờ chị tính tiền 26 phần gạo này đó, một bịch đó là 10 kg là 195.000. Rồi mà 26 bị là 5.070.000. Rồi bây giờ em sẽ trao số tiền này ha. Rồi. 26 phần. Rồi. Ok ha. Cầm con. Phương cũng muốn rõ ràng cái số tiền sáng nay đó. Thì Phương sẽ không đem nhiều tiền. Phương chỉ đem 7 triệu thôi. Còn bao nhiêu đó thì Phương sẽ gửi thêm cho những người, những anh nè, chú nè, một phần quà nè. Rồi ok chị. Rồi chị đợi em ha. Em chị nhận tiền giùm em ha. 1 triệu. Dạ. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Rồi. Bao nhiêu nữa? 70.000. Rồi 70 ha. Chị số thối em lại 70.000. Ok chưa? Rồi. Rồi chị có em mua gạo chị rồi. Thì rồi, lần sau ông mình cũng cần chờ anh giúp đỡ lần nữa. Rồi ok, mua nhiều hơn đúng không? Mua nhiều hơn. Rồi ok. Rồi bây giờ Phương nhận lại 70.000. Rồi ok ha. Rồi mình cảm ơn nha. Em cũng chị rồi, nhiều người bà con đó biết xanh hả? Biết chị nhiều hơn nha. Đã mua gạo cho chị nè. Rồi em sẽ quay lại để mua gạo để giúp bà con nghèo ha. Rồi chào chị. Cảm ơn nha. Rồi ok chị ha. Rồi. Bây giờ như thế này bà con ơi. Rồi bà con đứng bên đây một chút xíu phía bên đây luôn giùm con luôn ha. Đó con nhờ cái anh này anh phát gạo ha. Rồi bà con đứng giùm con nha. Phương mới đến đây đó thì chỉ có 22 phần quà thôi. Nhưng mà Phương thấy có mấy người cũng đi làm thuê ở đây thôi. À, phía bên này nè, Phương cũng kêu qua luôn. Chứ bây giờ mình phát bên đây thì có một số người cũng đi làm thuê, không có phần quà nào, họ buồn lắm, thành ra Phương qua đây luôn, đỡ Phương phát luôn. Vì là tổng cộng là 26 phần quà đúng không bà con? Rồi hôm nay là đi làm cá, đợi cá. Thì hôm nay có một phần quà tuy nhỏ nhưng mà cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân rất là nhiều đúng không bà con? Rồi. Hôm nay bà con vui không ạ? Rồi ok ha. Bây giờ anh phát bà con giùm em ha. Rồi. Ok ha. Rồi bà con nhận giùm con, bà con đi được lối đây giùm con nha. Rồi cô ơi, cô đi luôn, cô nhận đi ạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cô đi qua đây giùm con luôn ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi bà con nào có muốn nhắn nhủ gì đó? Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Rồi ok. Không tên. Rồi lâu lâu này vui ở sớm này bữa ha. Cái gì bà năm ơi?
Rồi chúc sức khỏe ha. Rồi chúc sức khỏe ha. Rồi chúc sức khỏe. Dạ cảm ơn mạnh hùng. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe ha. Cảm ơn nhiều. Rồi bây giờ quay con quay phát cho chú. Bên này. À, anh phát các chú ở đây nè, anh nè. Chào anh đỡ dưới đây, chân anh đâu kìa. Rồi anh bảo vậy rồi, chú ơi chú ngồi giùm con ở đây, nó con hỏi thăm một chút xíu ha. Rồi ngồi giùm con ha, được con gửi thêm tiền đó. Rồi ok. Rồi anh nhận chưa? Rồi nhập phẩm của anh đi. Đây tôi tém rồi con. À, còn cái đây này bỏ vô. Là bao nhiêu kia? Rồi còn bao nhiêu phần chú nhận nữa? Anh có một số người ta chờ lâu quá, người ta đi qua kia ta làm xong người ta hoàn lại. Rồi là mấy phần? Vậy là còn 4 phần. Rồi anh 4 phần đỡ đây ha. Đúng rồi. Đâu? Đâu đâu con à? Bốn phần của mình mẹ. À gì đó hả? Rồi giao chân chú gì luôn nè kìa. Phương, ở Phương đó, Phương anh. Ơi, anh gửi cho cái cậu Tư đó, cậu tên gì là ba anh tên gì anh? À cậu Tư đó, cậu Dư Đình đúng không? À đúng không. Rồi. Rồi anh nhận giùm cho cậu giùm em cái nha. Đâu còn quẹ đâu. Đâu đưa giùm cho cậu. Cậu Húng hả? Đưa giùm mà. Chào anh. Anh chạy xe máy ghét này hả? Đâu. Cái này lấy giùm cho ông cha. Rồi biết rồi, em hỏi thăm anh này rồi anh cho cái Mạnh Thường Quân không tên đó gửi cho cậu Húng Dự Đình nha. Rồi ok anh ha. Cậu gì lấy quay đây nè. Ai vậy ạ? Dạ con chào chú ạ. Dạ. Chị dạ sao chị? Tự gì có hoàn cảnh còn khổ. Hoàn cảnh sao? Chị qua đứng đây giùm em. Hoàn cảnh khổ cũng chỉ thành ra là nướng như chị vậy nè. Sao hồi nãy giờ chị không nói? Nãy giờ vui quá thành ra chị. Vui sao? Chị quay lại đây chị. Thấy em biển xanh á đi phát cho dân nhiều giúp cha bè con á vui quá. Thành ra quên đi giờ cái chị đó khổ gom. Đi làm chung với chị vậy nè, mẹ chỉ đi về nhà la mị về bệnh. Vậy là chị vui quên bạn mình vui đúng không? Vui quên bạn. Thì lần sau có vui có quên nữa không? Không. Chị hứa nha. Ừ. Đừng, bây giờ. đừng có quên là cái đồng nghiệp mình khổ tội nghiệp khổ. Ha, bữa sau nhớ ha. Nhớ nha, nhớ. Bữa sau em lên em gặp chị nữa nha. Rồi. Không thể lần này mà còn lần sau và lần sau nữa. Rồi. Ok chưa? Rồi, chị okay, chưa? Rồi em cũng chào chị, chúc chị thật nhiều sức khỏe nha. Bây giờ như thế này. Em sẽ gửi chị 10 cái gạo đó, chị chuyển giùm cái hoàn cảnh đó cho em nha. Dạ, cảm ơn biến xanh chứ coi như là nhà tôi thiện rất nhiều. Rồi chị chúc cái người khán giả không tên cho em đi. Em chúc chị khán giả không tên á tự thiện cho dân nghèo. Chúc khán giả đó gặp nhiều may mắn. Rồi ok rồi, khán giả coi được cái video này rất là mừng ha. Rồi em chào chị. Rồi phần quà phát sinh. Nghĩa là phát sinh đó. Cho cái chị nhiều đó. Ừ. Rồi chị ấy giùm em đó. Ừ. Cảm ơn coi như là nhà chương trình coi như là người không tên đó rất là nhiều. Rồi. Chúc những cái người không tên đó là sức khỏe dồi dào. Rồi chị nhắc tên chị là tên gì lần nữa à? Tên chị là tên Hương. Rồi ok, rồi. Hương Bình Tân đúng không? Rồi. Ok, rồi chào chị nha. Bây giờ Phương sẽ gửi bốn hoàn cảnh. Anh ơi chào anh, con chào chú. Dạ con chào chú, chào anh ha. Bây giờ là mình đã nhận mỗi người là một phần quà rồi. Anh một phần quà nhưng mà bây giờ em sẽ hỏi anh ha. Đây, ở đây. Ơi, cũng một cái khán giả không tên đó. Rồi chú, rồi anh ha. Bây giờ anh tên gì? Tho. Tho hả? Rồi anh sao vậy? Đây bị tai nạn. Dạ. Đi làm bị tai nạn gãy. Ủa mình đi làm ở đâu mà bị tai nạn anh? Trong Hồng Cầu. À dạ, bị lâu chưa anh? Lâu rồi, còn 2 năm. 2 năm rồi, cũng bây giờ cũng chưa. Anh xương. Dạ. Xương nó chưa lành. Chưa lành hả? Nó gãy. Rồi mình cái này đó mình có cần tiền nhiều không hay là như thế nào không anh? Nếu mà mình đi là cái 60-70 triệu. Nhiêu anh? 60-70 à. 60-70. Bây giờ anh nói là bây giờ mình cũng hết tiền rồi hả? Hết rồi. Đó bây giờ chân anh cũng vẫn là còn như vậy đó Phương hồi cái nãy. Xương cái này nó không có đi xuống này nó nằm trên này. Dạ. Nếu mà dạ. Không. Dạ. Vậy là 60-70 triệu đó là cái mình có cái số tiền đó là cái chân của mình nó có thể là khoảng 80% không? Rồi ok ha. Rồi, bây giờ em sẽ gửi tiền thêm cho anh nè. Đây là một cái khán giả không tên. Rồi gửi anh thêm 300 ha.
Rồi cảm ơn nhà tài trợ, chúc nhà tài trợ mạnh giỏi, làm ăn may, gặp nhiều may mắn. Rồi ok ha. Rồi con gửi chú à, nghe cho non nói là chú cũng đi xe thồ đúng không? Dạ, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngày 74. 74. Ê, chú tên gì? Nhi. Dạ? Tên Nhi. Dạ, tên Nhi hả chú? Rồi chạy xe thồ bữa nay đỡ không? Dạ, lắm. Dạ, thấy chú cũng, con thấy chú cũng bệnh nè. Dạ, rồi vợ chú? Dạ, tôi bị tai biến. Dạ, còn tai biến nữa. Rồi con cái sao chú? Con chứ. Thôi bây giờ Phương cũng không hỏi, Phương cũng đụng chạm, Phương cũng vô tình thôi. Chủ yếu là Phương hỏi để khán giả mà ở làng Bình Tân đó để biết đến chú ha, chú ha. Thôi con gửi thêm cho chú 300 ngàn. Cảm ơn. Dạ. Dạ, thôi cố gắng lên nha chú. Rồi, rồi con chào chú tên gì ạ? Nhật. Dạ? Nhật. Nhật là chú cũng là người Bình Tân luôn hả chú? Bình Tân. Dạ, Bình Tân ở khúc nào? Không biết rồi Bình Tân, nhưng mà ở khi chỗ khúc nào là, ở đây nè, dạ, nhiều khán giả ở đi xe đó lâu quá không gặp lại chú ha. Rồi chú công việc chú bây giờ chú còn có làm gì nữa không? À, giờ thôi chứ làm nữa, tay chung đồ cũng nhức và cũng đi làm quét quét rồi. Dạ con cô thì đỡ mà mổ. Dạ chú cũng bị cái này nè. Dạ dạ thôi cố gắng lên nha cơ. Rồi thôi, con gửi chú ha. Dạ. Rồi 300 ha chú ha. Dạ dạ. Rồi anh thì cũng bệnh nè. Thôi em cũng gửi anh 300 ha. Rồi anh con thì cũng bệnh gút rất là nặng, thành ra anh không có lao động được ha. Rồi. Cảm ơn mình. Vậy ha, anh ha. Bây giờ thì Phương cũng sáng nay thì Phương cũng trên đường Phương đi đó thì Phương cũng nhận số tiền của khán giả không tên đó. À, trên đường Phương đi đó, hôm nay Phương không đem nhiều, chỉ là có 7 triệu thôi bà con có bán chị. Thì bây giờ 7 triệu sáng nay thì Phương cũng đã đi hết rồi, gửi bà con rồi. Nói chung là cũng còn 30 ngàn. Thì mua gạo đó lẻ đây như thế này. Rồi bây giờ con chào các chú nha. Dạ, lần sau thì có gì con sẽ có duyên thì con sẽ gặp lại bà con ở đây nha chân chú. Rồi, bây giờ Phương tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa, Phương xin chào và hẹn gặp lại.